Ôi, xin chào các bé. Hôm nay các bé được 9 ngày tuổi rồi. Ôi, các bé lúc lấy bú xong non này, giờ nằm ngoan này. Ôi giời, vươn vai, vươn vai, vươn vai. Ôi trời, vươn vai. Nào em này, nào vươn vai nào. À, tỉnh rồi. Vừa ngủ dậy tỉnh rồi đây, còn mỗi em này ngủ say sưa này. Vậy tỉnh rồi, chuẩn bị đến giờ ăn rồi. Chiều nay là bú no say rồi, vừa ngủ ra thấy động và tỉnh rồi. Nào thì thả mẹ sang đây để cho các em bú nhá. Nào, mẹ sang đây nào. Đâu đây rồi. Nào xuống đi sang lại. Đi sang đây, cứ ăn thằng này đây. Nào, ai quán đây. Đấy, đi sang đây. Sang đây nào. Sang đi. Sang không? Bầu sữa chẵng xuống rồi kìa. Anh sang đây nào. Ôi giời. Nào. Nào. À là vào vệ sinh cho con nào. À, vệ sinh cho em, vệ sinh em. Nào, vệ sinh đi nào. Đấy, đúng rồi. Phải vệ sinh cho em nhá. Phải nhớ chăm vệ sinh cho con. Con không bị đầy bụng, mới chưa? Em này đói rồi. Bụng bị đói rồi. Đây, em này. Em này cũng đói rồi. Úi ôi, rồi. Rồi, nào đây đây. Đấy. Đấy, đá chảy ra. Ôi, Pi không ghen với các em nhá. Đấy, mẹ phải thật chăm vệ sinh cho các con nhá. Sinh xong là sẽ cho em bú này. Bú các em nghỉ no thì các mẹ lại đi ra đi chơi nhá. Đây, lại đến nhà này. Nào. Từ từ để cho mẹ vệ sinh nào. Để yên cho mẹ vệ sinh. Mẹ vệ sinh. Mấy em mấy hôm nay vẫn bị đi ngoài rồi. Mẹ vệ sinh sạch cho các em nhá. Còn em vàng nữa. À, vệ sinh sạch vào. Vẫn đái vẫn gì ạ. Rồi. Rồi đây. Còn em vàng. Đâu rồi em vàng đâu? Ôi, chạy đây. Đây nào. Vệ sinh cho em nào. Em này cần vệ sinh nhất này, em này đang bị chướng bụng rồi sao này. Ôi nào, để yên. Các em kia ngoan ngoãn cho mẹ vệ sinh, sao em không ngoan gì cả. À. Đây. Nào. Để yên cho mẹ vệ sinh nào. Để yên cho mẹ vệ sinh chứ. Không kêu. Đấy. Cứ hư đi, hư còn lâu mẹ mới cho bú nhá. Để mẹ vệ sinh xong rồi mẹ cho bú chứ. Nào, vệ sinh lại cho em đi. Nào. Thế rồi, vậy nằm xuống. Nằm xuống con bú đi nào.
đây. Vành mè nhất, kể cả có bú vú bé thì cũng phải bú mấy vú. Làm lộn lắm, tèo ra này. Nhìn mặt mẹ mất được rồi. Tranh nhau bỏ lăn bầu cuồng vàng, vàng. Bố nhìn con vàng này, vàng con vàng phải to lắm đôi rưỡi còn kia à. Bà mẹ bất lực nuôi bốn đứa con. Nuôi bốn đứa thì nó lại khỏe, nhưng mà mất đi thì tiếc quá. Làm xuống cho nó bú. Để ý nhá, con vàng này mà vú, cái vú to kia thì nó mút nó nhanh tèo xẹp luôn vú này chuyển sang vú kia. Thế nên là không, cái đầu vú to kia bao giờ tạm chỉ cho cái con đấy cái con đấy, con bé đấy dưới cùng đó, vào cái vú dưới cùng đó. Thì cái con đấy con bú yếu, vàng bao giờ tạm cho đấy cái vú trên. Bé thì lại bú yếu mà bú cả bữa mới hết được một cái vú. Không hết được cái vú. Thì con vàng này nếu mà bú bé thì một bữa này nó được chuyển 4 vú. Cái con vàng bây giờ tao cho vào vú là tao bắt lên cái vú trên. Nhưng mà hút cũng khỏe lắm, hút teo cả vú đi rồi. Hút xong nó đạp, hai chân nó đạp. Nào gương mặt của bà mẹ bất lực. Bây giờ không hiểu sao là có bệnh gì mà bị chuyên trị chảy gì mắc. Dỉ một bên thôi, đáng nghĩa là phải dỉ hai bên thì là chuẩn bệnh, là ví dụ đang là viêm ruột hay là bị viêm phổi thì là sẽ chảy cả hai bên. Nhưng mà đây không hiểu sao mà dỉ có một bên, mãi chỉ dỉ một bên thôi. Đấy, thế chắc là đau mắt, mà rõ ràng là nhìn bên trong cái màng mắt thì lại không bị đau, không bị đỏ. Con kia là con được à? Và đen lên chổng bông đấy con được à? Hai được hai cái. Rồi, các anh em, bye.